Thưa quý vị, hôm nay Nhật Tây xin được review và giới thiệu cho quý vị chúng ta mẫu thùng súp hơi quý vị nha. Đây là thùng súp hơi 50. Đầu tiên thì nó được làm từ chất liệu ván ép nè quý vị ha. Ván ép sân khấu rất là cao cấp, thì nó sẽ chịu được va đập rất là tốt luôn. Trong trường hợp mà lỡ mà có rơi rớt thì nó sẽ rất là hạn chế về vấn đề bẻ vỡ, trừ khi là dùng búa đập thôi quý vị ha. Còn bây giờ thì nó sẽ có cái kích thước như sau. Bề sau từ đằng trước ra đằng sau này là 75 ha. Còn bề ngang của nó là 59, gần 60 quý vị nhỉ, gần 60. Còn ở dưới, chiều cao của nó là từ dưới lên là gần 80 ha. Đó, thì với kích thước 3 chiều như vậy á, thì một trong những cái vỏ thùng mà chúng ta có thể là dùng á, để mà trang bị trong cái dàn nhạc của chúng ta dễ dàng di chuyển. Quý vị chúng ta cũng có thể là đặt thêm 4 cái bánh xe này ha, đặt thêm 4 cái bánh xe bự như thế này, anh dễ dàng di chuyển hơn. Chúng ta không cần phải xách gì cả, mà chúng ta chỉ cần là cầm cái này là đi thôi ha, đẩy là đi thôi. Ở trên này thì có một cái cọc để mà cắm cái loa lên ha. Đó, một cặp để cắm cái loa lên, tức là cái đó là một cái chén, cái lỗ. Còn đây là bên hông của cái vỏ thùng súp này. Bên hông là vỏ thùng súp này nhé. Đấy, thì quý vị chúng ta cũng nhìn thấy được là nó sẽ có hai cái tay nắm này quý vị, hai cái tay nắm này. Bốn bề thì được bắt những con ốc rất là chắc chắn để mà đỡ cái loa nó rất là cứng luôn. Còn đây là đằng sau. Đây là đằng sau. Đằng sau thì nó sẽ cho mình với hai ngõ cắm đầu vào ha. Chúng ta có thể cắm hoặc là link ha, cắm thằng súp này vào và link nó ra cho một thằng súp khác. Thì đây là cái vỏ thùng súp ván ép 50 súp hơi ha. Còn về cái quý vị chúng ta muốn mua cái thùng súp bát 50 này á, thì Nhật Tây sẽ có rất là nhiều dòng giá cho quý vị chúng ta tham khảo. Cụ thể hơn thì quý vị chúng ta liên hệ để mà được báo giá một cách chi tiết nhất có thể ha. Rồi, còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe qua về cái chất lượng âm thanh của cái thằng súp này được đánh như thế nào. Đây là một trong những cái dòng loa nếu như quý vị chúng ta đang cần cái tiếng hơi, tiếng trầm, tiếng súp nó căng hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua về để mà trang bị thêm cho cái dàn máy ở nhà của chúng ta ha. Và ngoài ra quý vị chúng ta muốn mua các phụ kiện liên quan về phần âm thanh này, chẳng hạn như vỏ thùng này, củ loa bass này, hoặc là những linh kiện khác như cục đẩy, vang, mic, thì Nhật Tây đều có cung cấp và phân phối trên toàn quốc hết. Nên là quý vị chúng ta nếu mà có nhu cầu thì quý vị chúng ta liên hệ để mà Nhật Tây sẽ tư vấn thêm cho quý vị nha. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bye bye.